Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan an ninh điều tra vừa phối hợp Phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Hậu Giang và Công an huyện Châu Thành A tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vương Văn Hồng Nam, sinh năm 1963, quê tỉnh Trà Vinh nơi ở hiện nay, xã Nhơn Nghĩa huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2015, qua mạng xã hội, Vương Văn Hồng Nam biết đến tổ chức phản động khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu. Sau đó, Nam đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội để kết bạn, trao đổi với các đối tượng là thành viên thuộc tổ chức phản động khủng bố này sau thời gian tìm hiểu về điều lệ đường lối hoạt động của tổ chức phản động khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời nam đã viết nộp hồ sơ xin tham gia tổ chức và được chấp nhận được cấp bí danh bí số để liên lạc hoạt động mặc dù cơ quan công an nhiều lần mời làm việc gian đe giáo dục vương văn hồng nam cũng như tạo cơ hội để đối tượng từ tư bỏ hoạt động cho tổ chức phản động khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời nhưng nam vẫn ngoan cố cho rằng việc làm của mình là đúng không dừng lại đó vương văn hồng nam còn thay đổi địa bàn hoạt động được cấp bí số mới tiếp tục móc nối liên lạc với số đối tượng cầm đầu của tổ chức phản động khủng bố gia tăng các hoạt động chống phá tuyên truyền lôi kéo người khác cùng tham gia đã thu thập thông tin cá nhân lập danh sách hàng trăm người trong và ngoài địa bàn tỉnh hậu giang gửi cho các đối tượng cốt cán ở nước ngoài để thực hiện trưng cầu dân ý bầu đào minh quân làm cái gọi là tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa theo chỉ đạo của tổ chức Quá trình bắt khám xét, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hậu Giang đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan hành vi phạm tội của đối tượng. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Vương Văn Hồng Nam và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Nguyên, những ngày gần đây, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên có một số học sinh sống tại ký túc xá có biểu hiện ốm, sốt, đau đầu đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ghi nhận bước đầu cho thấy trường hợp nặng nhất là em VMC, sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại xã Sùng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, là học sinh lớp điện trung cấp K57 ở tại phòng 209 K2, khu ký túc xá trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên. Tối 29 tháng 8, em C có biểu hiện đau bụng, nôn và được chuyển đến bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để khám, điều trị. Đến ngày 30 tháng 8, em C hôn mê và được chẩn đoán theo dõi viêm màng não, viêm túi mật, polyp túi mật. Chiều 30 tháng 8, bệnh tình của em C tiến triển xấu, có biểu hiện viêm cơ tim cấp. Bệnh nhân được chỉ định mở nội khí quản, lọc máu, đặt nội khí quản, thở máy được chẩn đoán toan chuyển hóa, suy đa tạng, suy tim cấp, viêm cơ tim, viêm gan B, tiền lượng rất xấu. Ngày 31 tháng 8, gia đình em C xin bệnh viện cho em C được về nhà. Sau đó, em C tử vong tại gia đình. Bệnh nhân tiếp theo là em T, MM, sinh năm 2009, quê quán huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Học sinh lớp điện B trung cấp K58 ở tại phòng 203 K3, khu ký túc xá trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên. Ngày mùng 2 tháng 9, em MM có biểu hiện co giật tại phòng ở và được chuyển đến bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để khám, điều trị. Hiện tại M MM đang được cấp cứu tại khoa cấp cứu và trong tình trạng hôn mê thở máy ngoài các trường hợp này bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng ghi nhận 11 trường hợp bệnh nhân khác là học sinh trường cao Đẳng công nghiệp Thái Nguyên sống cùng ký túc xá của các bệnh nhân trên với các biểu hiện khi nhập viện chủ yếu là sốt chưa rõ nguyên nhân và đang được điều trị tích cực trước tình hình trên sở y tế tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên tổ chức các biện pháp phòng ngừa tại trường, theo dõi sức khỏe và chăm sóc các điều kiện sinh hoạt cho học sinh. Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, ông Trường giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các sở ngành liên quan sớm có các biện pháp hỗ trợ đối với các học sinh đang phải điều trị. Các cơ quan chuyên môn cần sớm làm rõ các nguyên nhân dẫn đến nhiều học sinh cùng nhập viện, trong đó có việc kiểm tra mẫu thức ăn. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đồng tình với đề xuất của các sở ngành đề nghị trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên lùi ngày nhập học sau một tuần nữa để khi có kết quả xét nghiệm nếu không phải là bệnh truyền nhiễm cho học sinh đi học bình thường. Ngày 3 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Long Thiên, 28 tuổi, Ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên và vợ là Nguyễn Thị Mai Phương, 26 tuổi, ngụ quận Hải An, thành phố Hải Phòng, về hành vi môi giới mại dâm. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào ngày 25 tháng 8, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Yên đã thực hiện lệnh kiểm tra nhà trọ của vợ chồng Thiên tại khu phố 2, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện vợ chồng Thiên đang chứa chấp 11 nhân viên nữ và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan nghi hoạt động môi giới, dùng các cô gái để kiếm tiền. Bước đầu đấu tranh, Thiên và Phương thừa nhận hành vi môi giới cho 4 đối tượng nữ có tuổi đời từ 17 đến 20 tuổi ở các tỉnh Bình Định, Bình Phước và Quảng Ngãi với giá từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng một lượt. Bên cạnh việc lấy lời khai của đôi vợ chồng trên, công an đã mời các cô gái có mặt tại phòng trọ của Thiên về cơ quan để làm việc. Hiện công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 9, một vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 xe ô tô con dồn toa. Cụ thể, một xe ô tô đang lưu thông hướng Bình Thuận về thành phố Hồ Chí Minh trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Dây. Khi các trạm thu phí thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai khoảng 2 km thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi ô tô phía trước và tiếp tục xảy ra tông liên hoàn ba xe ô tô phía trước. Vụ tai nạn không xảy ra thương vong nhưng khiến nhiều xe ô tô hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vung vãi trên đường. Giao thông ùn tắc. Nhận tin báo, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, tức đội 6, thuộc phòng 6, cục cảnh sát giao thông C08, bộ công an đang phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc xử lý hiện trường để tránh ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông bố trí cán bộ túc trực tại các nút giao trên cao tốc Phan Thiết, Dầu Dây và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây để chủ động đóng mở cao tốc Luân Phiên, phân luồng các xe đi hướng khác khi lượng xe đông đúc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được xác minh, làm rõ.